Hello, xin mến chào tất cả anh em. Đây là những chiếc crossover Debic 223XL, là một trong những chiếc crossover chia full cắt súp và nó là hàng cốt cơ anh em nhé. Anh em hay gọi là crossover cơ. Thì được anh em sử dụng, đó là đa số anh em sử dụng kể cả sự kiện hay anh em sử dụng trong gia đình. Nếu anh em mà đã sử dụng đến cốt cơ thì không anh em là không biết đến con 223XL này đúng không ạ? Chia full cắt súp rất là hay và tiếng đánh ra súp nó cực kỳ uy lực anh em nhé. Và nó rất là dễ chỉnh. Ngày hôm nay thì có hai chiếc luôn để gửi cho hai bác, thì đều là 223XL. Một bác ở Thanh Ba Phú Thọ, một bác ở Ân Thi Hưng Yên. Thì có một bác khách thì cũng cọc trước cho bên em, đó là 100.000 đồng rồi anh em nhé. Thì một bác này thu 1.3 triệu này, bác này thu 1.4 triệu này. Đấy, bác ở Hưng Yên thì bác cọc trước cho em cái thẻ 100.000 rồi. Đấy, thì bây giờ thì em cũng bóc hộp và cũng test cho anh em, đó là chiếc crossover 223XL này. Cũng rất lâu rồi thì em cũng chưa lên một cái video về cái chiếc crossover này. Và vẫn được nhiều anh em đó là tin dùng và cũng rất nhiều anh em lựa chọn cái dòng này của bên em. Đấy. Nhưng mà theo nhu cầu của anh em thì các bác này muốn đó là hướng dẫn bác cái ghép nối nó như thế nào. Về nhà thì có một bác thì chỉ đánh súp thôi, thì kết nối như thế nào. Và bác kia thì bác cũng không báo gì cả, bác sử dụng trong sự kiện. Thì ok, con này thì nó rất là dễ chỉnh và cắm nó rất là dễ. Em cũng đã có những cái video mà rất là thực tế cho anh em về cái chiếc crossover 223 này rồi, đúng không ạ? Cách tinh chỉnh nó như thế nào. Đấy, loud put, input, rồi loud mid, rồi loud output, high output, rồi stereo, rồi mono. Em cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi với cái dòng crossover cơ này anh em nhé. Và lưu ý với tất cả anh em, hàng này thì tất cả đó là sản xuất tại Chile anh em nhé. Chứ anh em hay để ý là Marzianin USA này, model 223XL này, nhưng mà nó sản xuất tại bên Chile anh em nhé. Nói rõ anh em vậy thôi. Không nhiều anh em cứ ảo tưởng, cứ thấy Marzianin USA là sản xuất tại USA anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý. Đấy, thì mặt đằng sau đó đây. Đấy, hai cổng tín hiệu đầu vào, input hỗ trợ Canon. Con này thì hoàn toàn Canon hết rồi. Loud mid, loud 2, rồi loud mid 2 đầy đủ cho anh em đánh 2 way hay 3 way. Anh em muốn đánh 2 way thì nó là chế độ stealth sẽ là 2 way. Đây, nó hướng dẫn cho anh em cầu gạt này. Nhấn vào thì nó sẽ là mono anh em nhé, nhấn vào sẽ là mono đánh 3 way và stereo nhả ra sẽ là chơi ở 2 way, đúng không ạ? Em có video hướng dẫn rất chi tiết rồi đấy. Và bác thì có một bác khách thì muốn đánh súp riêng ấy, thì bác chỉ lấy tín hiệu vào trên cái cổng ấy thôi, đúng không ạ? Tín hiệu vào input này hoặc là input bên này, đúng không ạ? Nó vào một trong hai input và để chế độ, đó là chế độ đánh stereo nhá, và để đánh cầu lao này, đây là lao này, và tiếp theo bên này là lao này. Ok chưa? Bác cắm từ hai cổng lao này ra thì bác đánh súp không thôi. Đấy, còn hai cổng 2 này thì nó là đánh cho lo full. Thì bác không dùng đánh full thì bác sử dụng mỗi lao thôi, đúng không ạ? Nếu một súp thì bác có thể đánh từ một kênh ra được. Còn bác muốn có hai súp, chỉnh hai súp riêng thì bác đánh hai kênh ra. Thì tín hiệu vào sẽ là hai đầu vào input, là input này và input này, đúng không ạ? Ra sẽ là ra hai cái lao. Đấy, hai cái lao thì sẽ đánh xuống cục đẩy, đánh súp. Ví dụ đẩy hai kênh đánh súp thì đánh từ hai cổng lao này cắm xuống hai kênh của đẩy. Thì khi đó thì cái mặt đằng trước này của anh em thì sẽ chỉnh riêng luôn. Đấy, ga input đầu vào này, rồi anh em chia tần số nó dễ hơn, đúng không ạ? Ví dụ hai quả súp nó không cùng vào một hãng mà toàn những hàng gióng hàng giáp của anh em đấy, thì anh em cần đánh đó là chia riêng, đúng không ạ? Mỗi súp nó sẽ có một tiếng riêng nên anh em sẽ cắt cốt, đấy nó gọi là cắt cốt, sẽ chỉnh riêng luôn. Thì vôn to nhỏ anh em cũng muốn để riêng thì anh em phải tinh chỉnh bằng hai cái này được, đúng không ạ? Đây là gain này, tiếp theo là cái chia tần số này, anh em muốn cắt súp ở tần số bao nhiêu này, và tiếp theo đó là cái loud output này, loud output này đó là to nhỏ của cổng súp anh em nhé. Đây, to nhỏ cổng súp, và cổng đây cuối cùng là cổng 2 loa full, anh em không sử dụng thì anh em khóa vào. Đấy, thế thôi. Còn bên này cũng vậy thôi, gain to nhỏ của đầu vào này, tiếp theo cắt tần số này. Đấy, anh em phải cắt được hai tần số riêng, ví dụ một con anh em phải cắt tầm 130, một con anh em cắt tầm 120 thôi. Đấy, rất là dễ đúng không ạ? To nhỏ của từng súp riêng một cũng có, và full này không sử dụng thì khóa vào. Đấy, rất là dễ dàng con crossover này đúng không ạ? 223XL 2 way hoặc 3 way. Đấy, thì con này nó cắt cốt nó rất là dễ và cái cách chỉnh của nó cũng rất là dễ, đơn giản thôi anh em nhé. Và cái tiếng súp của nó thì cũng đã được khẳng định rồi, bên em cũng đã có rất nhiều video về con 223 này, cắt cốt như nào nó hay, cắt cốt chỉnh như nào em đã có rồi. Thì ok, bây giờ thì sẽ cho lên test hai con crossover 223XL này để gửi cho hai bác khách hàng.
Thì có một bác thì muốn có nhu cầu đó là hướng dẫn anh cái cắm chỉnh như thế nào thì em cũng hướng dẫn qua thôi. Còn đâu em cũng sẽ gửi cho bác cái video mà bên em đã hướng dẫn chi tiết về cái con crossover 223XL này để cho bác có thể xem được video và nhận hàng. Thì bác có thể cắm và chỉnh theo những cái bên em đã hướng dẫn cho các bác về những cái chiếc crossover 223XL này. Thì giá là 1.400.000 là bên em bao ship, nhưng với dòng sản phẩm này thì không tặng kèm dây rắc đâu anh em nhé. Em nói rõ và lưu ý với tất cả anh em luôn. Bao ship nhưng chưa tặng kèm dây rắc, nói rõ anh em luôn. Nếu anh em muốn lấy thêm dây rắc thì nó sẽ là 100.000 trên một cặp. Đấy, 1.400.000, một dòng crossover cơ được cực kỳ nhiều anh em sử dụng và biết đến, những dòng của DBX 223XL này. Ok, cảm ơn hai bác cũng đã tin tưởng. Và bây giờ thì quen thuộc rồi đúng không ạ, cho lên test và sẽ đóng hàng gửi cho các bác. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau. Có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhé.